Dạ rồi, em Hiếu xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại đến với kênh bán xe của em nha. Thì tình hình đó quý anh chị, nhà nước đã chính thức giảm 50% thuế trước bạ cho toàn bộ xe lắp ráp của Hyundai nha quý anh chị. Thì hôm nay em Hiếu xin tổng hợp lại và quay clip cho quý anh chị xem là những xe đang có sẵn tại showroom, cũng như là mức giá bán, cũng như là thuế, giảm thuế, và sau khi giảm thuế thì các xe giảm được bao nhiêu và lời bao nhiêu cho quý anh chị nha. Dạ rồi, thì trước tiên là về em Hyundai Accent này quý anh chị, trước mặt quý anh chị đây đây là phiên bản đặc biệt. Thì cái dòng Accent này có tất cả là 4 phiên bản tiêu chuẩn, AT tiêu chuẩn, AT đặc biệt và AT độc cao cấp, và có thêm một phiên bản số sàn nữa. Thì phiên bản đó là phiên bản thấp nhất nha quý anh chị. Và trước mặt quý anh chị đây là phiên bản đặc biệt, có màu xanh nước biển cực kỳ đẹp nha quý anh chị. Thì hiện tại giá của em này á, niêm yết quý anh chị là 529 triệu, mà khi quý anh chị mua á thì chúng ta sẽ được giảm lên đến là 26.450.000 nha. Thì thay vì quý anh chị đóng cho nhà nước là 52.900.000 thì nay quý anh chị chỉ đóng thuế cho nhà nước là chỉ có 26.450.000 thôi. Đó là tiết kiệm cho quý anh chị gần 26 triệu nè. Đó, mà 26 triệu này quý anh chị là độ thêm xe nè, tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Cũng như là cái bản đặc biệt này quý anh chị chạy rất là ngon, đầy đủ option, mà máy á, là máy của Rita nữa, máy 1.5 Smart Trim rất là ok. Thì em Hiếu quay sơ nội thất cho quý anh chị xem. Đó, rồi mở đèn trước sau cho quý anh chị xem luôn nha. Clip này em Hiếu quay tất cả các xe hiện đang có tại showroom cho quý anh chị xem luôn. Đây, đây là phần đầu xe đây quý anh chị, đèn này cực kỳ đẹp. Accent liên hệ em Hiếu ngay nha, giá cực kỳ tốt, giảm thuế rồi, được ưu đãi rất là nhiều quý anh chị ơi, giá xe giảm rất là nhiều mà còn tặng phụ kiện nữa. Đây là Accent nha quý anh chị, khỏi phải bàn, quá đẹp. Đó, xe sẵn giao ngay từ phiên bản số sàn tới phiên bản tự động luôn, đại lý Hiếu đầy đủ hết nha. Dạ rồi, thì tiếp theo đây quý anh chị, Elantra, đây là phiên bản đặc biệt. Thì Elantra cũng sẽ có tất cả là 4 phiên bản nha. AT tiêu chuẩn nè, AT đặc biệt là trước mặt quý anh chị đây, rồi AT 2.0 cao cấp và AT N-Line là cao nhất. Thì hiện tại cái thằng Elantra này quý anh chị, thuế của nó sẽ là 66.900.000. Đó, thuế của thằng này mà khi quý anh chị đóng là 66.900.000, nhưng mà khi quý anh chị á mà được giảm 50% thuế là quý anh chị chỉ đóng 33.450.000 thôi, mình tiết kiệm được 33 triệu lần quý anh chị. Đó, đây là mẫu Elantra đặc biệt, đại lý em Hiếu đang sẵn xe giao. Đó, các phiên bản khác thì quý anh chị cứ liên hệ em Hiếu báo giá và giảm thuế cho quý anh chị nha. Rồi, cũng như xe kia, em Hiếu sẽ mở đèn lên cho quý anh chị xem. Đây, đây là phần đầu đèn của xe đây quý anh chị, khi mở nó lên đó, rất là đẹp, công cực kỳ ngầu luôn nha, ngầu và bắt mắt luôn đây quý anh chị. Elantra phiên bản đặc biệt vừa túi tiền quý anh chị ơi, giảm thuế rồi, thằng này lăn bánh đâu đó tầm khoảng 6 đồng thôi là quý anh chị sở hữu xe được rồi, cực kỳ ngon. Đây, đuôi nè, quá tuyệt vời luôn quý anh chị ơi, cực kỳ đẹp, mông của em nó quá quyến rũ. Đó, giới trẻ như em Hiếu đây cực kỳ thích mẫu xe này luôn. Xe sẵn nhau ngay bản đặc biệt màu trắng luôn quý anh chị. Hố quay về, trời hôm giờ Sài Gòn nè quý anh chị, mưa gió rất nhiều, có xe đi rất là tiện ha. Đây là phần nội thất xe, em Hiếu quay cho quý anh chị xem. Quý anh chị nào ở tỉnh xa nè, mình không thể lên xem xe được đó, em Hiếu quay cho quý anh chị xem. Còn mâm này, mâm này xe là 16 inch, thắng đĩa trước sau, phanh tay điện tử, auto hold đầy đủ hết, gạt mưa tự động, đèn pha tự động. Ok ha quý anh chị. Rồi, rồi tiếp theo đây quý anh chị, Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp, giá niêm yết 1.160.000.000, đang giảm rất là nhiều cho cái em máy xăng này. Đại lý Hiếu đang sẵn trắng, đỏ, đen giao ngay. Đó, quý anh chị nhanh tay đặt liên hệ nha, lăn bánh chỉ vừa tròn tầm khoảng 1.200.000.000. Đó, quý anh chị nào ở xa thì có thể lăn bánh là 1.220.000.000, nếu như ở Sài Gòn nào quý anh chị. Đó, nói chung là liên hệ Hiếu, giá tốt nhất cho mọi người nha, giá cực kỳ ổn luôn. Hiếu mở đèn nhìn trong cực kỳ ngầu luôn quý anh chị. Cái mẫu Santa Fe này sắp bỏ mẫu rồi nha quý anh chị, 10
15 tây tháng 9 này sẽ công bố Santa Fe mẫu mới, nên là quý anh chị mà có đợi mẫu mới về á, thì giá rất là cao, mà phải được phải mua thêm phụ kiện hoặc là cộng thêm tiền thì mới được giao xe ngay nha quý anh chị. Đó, thì em hiếu báo trước. Rồi nếu như mà quý anh chị mà cân nhắc mua mẫu này, hiện tại giá rất là tốt, giá mềm hơn so chứ. Hồi xưa em này á niêm yết giá lên tới 1 tỷ 275 triệu, máy dầu 1 tỷ 375 triệu, mà bây giờ lăn bánh chưa đến 1 tỷ 250 nữa, cực kỳ ngon, giá cực kỳ tốt, phụ kiện tặng cực kỳ nhiều, thuế giảm rồi. Thì thằng này á hiện tại thuế của nó đang là 116 triệu. Đó, khi mà quý chị mua thời điểm này thì quý chị tiết kiệm được 58 triệu nha. Quý chị chỉ đóng cho nhà nước 58 triệu thôi. Đó, được giảm 50% thuế. Trông cực kỳ đẹp luôn nè. Santa Fe mẫu này được quý chị đi ưa chuộng rất là nhiều. Máy xăng nè quý chị, đi gia đình ít thôi nè quý chị. Đó, xe sẵn nhau ngay, giá tốt luôn. Xe là không có nhiều nha. Quý chị phải nắm bắt cơ hội thời điểm này. Đó, vì đây là cuối dòng đời rồi. Em cướp thì là sẽ cướp điện một chạm, mở ra đây quý chị, cực kỳ rộng rãi luôn. Rồi đóng lại thì một chạm thôi. Công nghệ là đầy đủ. Ghế bên trong đây quý chị cực kỳ rộng rãi, thoải mái luôn. Đó, ghế da nắp ba cao cấp. Còn phần nội thất trước đây quá dữ luôn. Thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có lo Hamakaden, nhớ hai vị trí ghế, làm mát ghế, sửa ghế, chỉnh điện 10 hướng nè quý anh chị. Đó, rồi full công nghệ option. Giờ đây Hyundai Smart Sense, cần số dạng nút bấm nè. Rồi chúng ta sẽ có lẫy số trên vô lăng, cộng trừ đây quý anh chị. Đó, lẫy số bên vô lăng, các chế độ lái nè, phím bấm và cửa hỗ trợ toàn cảnh panorama đầy đủ hết cho quý anh chị nha. Nhanh tay liên hệ em Hiếu, giá cực kỳ tốt luôn, xe sẵn giao ngay, trắng đỏ đen giao ngay cho quý anh chị luôn, giá cực kỳ yêu thương. Dạ rồi, tiếp theo đến là Hyundai Custin, đây là phiên bản 2.0 cao cấp màu bạc, xe đang sẵn giao tại showroom em Hiếu đây. Khách em Hiếu rất là mê cái màu bạc trên mẫu Custin này, nhưng mà vì túi tiền á, nên chọn màu bạc trên Stargazer nha quý anh chị. Ở mẫu Custin này đại lý em Hiếu đang sẵn giao, giá cực kỳ tốt luôn. Để em Hiếu mở đèn lên cho quý chị xem. Thì thuế của em này đang là 99.900.000 quý anh chị. Đó, thuế đang 99.900.000. Khi mà quý anh chị mua thì sẽ tiết kiệm cho quý anh chị lên đến con số cực kỳ khủng, gần 50 triệu quý anh chị. Nếu như quý anh chị mua Hyundai Custin thời điểm này, quý anh chị tiết kiệm được thuế lên đến 50 triệu chưa tính giá giảm từ đại lý và khuyến mãi từ đại lý nha. Em Hiếu quay giờ này quý anh chị thấy sao? Cực đẹp luôn nè, mở đèn full sáng hết cho quý anh chị luôn, lên clip cực kỳ đẹp luôn. Đó, Hyundai Custin. Đây là máy, đây là động cơ 2.0 và được trang bị mâm đây quý anh chị. Đó, được trang bị mâm 18 inch, phay rất là đẹp, thắng đĩa trước sau, xi nhan tích hợp trên gương, cửa lùa cực kỳ sang trọng luôn nè quý anh chị. Đây đây, quý anh chị thấy không, cửa lùa cực kỳ sang trọng. Ghế này có làm mát ghế, sửa ghế, chỉnh điện 10 hướng đầy đủ, ngủ nghỉ rồi đầy đủ cho quý chị luôn. Hàng giữa đi cực kỳ rộng rãi ra hàng ghế sau, phím bấm nút đầy đủ cho quý chị, cửa sổ trời chia đôi ra đó, và chỉ cần một đẩy thôi quý chị có thể đóng cửa rồi, cực kỳ sang trọng quý chị ơi. Rồi phần về phần đuôi nào quý chị, Hyundai Custin không kém một đối thủ nào hết. Như đây đó, quý chị thấy đẹp không, cực kỳ đẹp và trông rất là sang trọng ha quý anh chị, đi ban đêm nhìn rất là đẹp. Em Hiếu sẽ mở đằng trước khoang nội thất đây quý anh chị, có đèn led nội thất cho quý anh chị luôn, có ốp gỗ vân gỗ cho quý anh chị nè. Rồi thì trên mẫu xe này vẫn có nhớ vị trí ghế cho quý anh chị đây. Rồi tiếp theo đến là Hyundai Smart Sense, như là trên dòng Santa Fe cao cấp. Rồi chúng ta sẽ có kẹt không dây và cần số dạng nút bấm. Đó, các chế độ lái nè, tay điện tử auto hold, và đặc biệt là màn hình trên Hyundai Custin rất là lớn, vì xe này dành cho gia đình và nghỉ ngơi nên màn hình này lớn. Thì quý anh chị mà có nhu cầu coi YouTube á, gắn thêm cái Android Box nữa thì coi YouTube rất là sướng luôn. Đó, quý anh chị vẫn có lẫy số trên vô lăng nè,
Rồi chúng ta có đèn pha tự động đầy đủ hết nha quý anh chị, ông tu nè. Ok rồi, mua ngay nha quý anh chị, bản cao cấp đây em Hiếu sẵn xe giao. Quý anh chị mua thời điểm cao cấp này được giảm lên đến 50 triệu. Màu bạc rất là đẹp quý anh chị ơi, cực kỳ sang trọng nha. Ok, qua tới em Rayta này quý anh chị ơi, Rayta màu xanh. Trước em Hiếu có quay nè, này quay lại cho quý anh chị xem Rayta màu xanh dương của biển nè quý anh chị. Em Hiếu mở đèn luôn nha. Đây, đây là bản đặc biệt. Thì trang bị em Hiếu đánh giá được trang bị rất là nhiều. Thứ nhất là về âm thanh giải trí, mình có loa bow nè, màn hình giải trí lớn nè. Đó, rồi mâm cũng đẹp nè quý anh chị, đèn là đèn full led. Vẫn có tiệm khách hàng của Rayta vẫn mua nha quý anh chị, đi cực kỳ bền và tiết kiệm. Máy 1.5 Smart Trim 115 mã lực và 144 Nm. Thì giá bán hiện tại quý anh chị, đây giá bán hiện tại đây quý anh chị, thì Rayta đang áp thuế là 69 triệu, mà khi quý anh chị mua thì chỉ là 34 triệu 500 thôi. Quý anh chị tiết kiệm gần 35 triệu cho cái mẫu bản đặc biệt này nha. Đây quý anh chị, em lấy hết góc này cực kỳ đẹp luôn ha, nhìn trông rất là vạm vỡ. Rayta thì đang được so sánh với đối thủ là X-Force nha quý anh chị, nó đang được so sánh với X-Force, nhưng mà quý anh chị thấy cực kỳ đẹp và rộng rãi hơn nhiều nha. Đó, dù đến dù ra mắt trước nhưng mà vẫn công nghệ vẫn đẹp theo thời gian. Thì mâm đây quý anh chị, đó, thắng đĩa trước sau, bên tay điện tử auto hold, và trang bị mâm này mâm 17 inch nha quý anh chị, rất là đẹp. Xi nhan tích hợp pin gương, tay nắm cửa ốp mạc chrome. Đây và còn đuôi đây quý anh chị, Rayta ban đêm cực kỳ nổi bật luôn. Đó, quý anh chị thấy sao? Quá ok luôn ha. Cốp của Rayta thì quý anh chị biết rồi, 4 chỗ gầm cao, rộng rãi thoải mái. Ở đây, đó, khi mà quý anh chị gặp lại rộng hơn nữa nha. Đây, quý anh chị thấy rõ chưa? Gặp lại rộng hơn nữa, phẳng, bằng phẳng hết cho quý anh chị luôn. Rồi, chúng ta sẽ đóng lại bình thường thôi, cực kỳ chắc chắn nha quý anh chị. Thì đợt trước Rayta sẽ là nhập Indo nhưng mà hiện tại nó lắp ráp rồi, nó nên là quý anh chị mua xe đi được tiết kiệm rất là nhiều. Còn đây là khoang nội thất, thì trên bản đặc biệt này quý anh chị thấy không, vẫn sở hữu logo rồi, nghe cực kỳ hay. Ghế nè, ghế là ghế da, và điều đáng đồng tiền nhất là phanh tay điện tử và auto hold, màn hình cũng dạng là giải trí lớn, vô lăng đa chống thể thao đây quý anh chị. Quen nội thất cực kỳ rộng rãi luôn. Rồi, nhanh tay mua liên hệ Hiếu nha. Em Hiếu đang sẵn màu trắng cho quý anh chị và màu xanh luôn. Đó, như là em Rayta đặc biệt vào đây đây. Quý anh chị sẵn xe giao ngay cho quý anh chị. Rayta đặc biệt. Các anh chị màu trắng nè, trắng là quý anh chị, còn đây màu xanh. Nhanh tay liên hệ nha. Quý anh chị tiết kiệm lên đến gần 35 triệu cho mẫu Rayta này. Rồi, tiếp theo đây quý anh chị, Hyundai X10. X10 đây anh chị, đây cũng là dòng lắp ráp và đây là phân khúc A thấp nhất của nhà Hyundai. X10, đây là phiên bản hatchback nha, anh em biết là 435 triệu và đây áp thuế là 43 triệu 500. Mà khi quý anh chị mua thời điểm này á, thuế giảm 50%, thì chúng ta sẽ còn là 21 triệu 750 ngàn. Đó, quý anh chị tiết kiệm gần 22 triệu. Quý chị tiết kiệm gần 22 triệu cho mẫu xe này, Hyundai X10, quá đẹp luôn quý chị. Nhìn thiết kế này, nhìn rất là sắc sảo, rất là đẹp ha. Màu trắng em Hiếu sẵn giao ngay, giá rất là mềm, rất là ok quý chị ơi. Hyundai luôn hiểu người dùng, máy 1.2 thôi, rất là tiết kiệm. Và cái đời này, cái đời facelift rồi nha quý chị, đổi mẫu rồi. Mâm cũng đẹp hơn, đèn đuôi cũng đẹp hơn, trông mà rộng rãi thoải mái hơn rồi quý anh chị, quá xuất sắc luôn quý chị. Cho em Hyundai i10 này. Nội thất thì quý anh chị biết rồi, đây là con xe mà rộng nhất trong phân khúc và máy cũng như mạnh nhất và có nhiều option nhất, và có cả luôn Roll Control nha quý anh chị. Trên phiên bản hatchback này có cả Roll Control, nhưng mà ở trên mà Honda Wigo là không có nha, và máy chỉ là ba máy, Honda Wigo thì chỉ có ba máy thôi, ba máy turbo.
Còn này là bốn máy hút khí tự nhiên, nó sẽ lành và bền hơn. Này quý chị ha, ghế da thể thao theo chỉ đỏ, cánh quạt thì làm diện tubin, vân nổi 3D nè quý anh chị, nhìn trong xe rất là đẹp nhiều. Dạ đó, đây là Hyundai i10, quý anh chị mua thì được tiết kiệm lên đến 25, gần 22 triệu nha. Trên tay liên hệ Hiếu, Hyundai i10 hatchback, giá cực kỳ tốt cho quý anh chị, hiện tại đầu tháng luôn nè. Mình mua xe sớm về chở vợ con đi gia đình che nắng che mưa, hoặc quý vị kết hợp chạy thêm dịch vụ kiếm thêm nha. Đó. Rồi, tiếp theo full size của nhà Hyundai, Hyundai Palisade này quý anh chị. Con khủng siêu khủng long. 5m nha quý anh chị, chiều dài cơ. Chiều dài tổng thể hết là 5m nè. Khoảng sáng gầm cực kỳ lớn luôn quý anh chị. Hơn 200 mm. Mâm đây quý anh chị, mâm là 20 inch, thắng đĩa trước sau. Diện nên hoa. Đèn là đèn full led, đầy đủ hết, từ bận ô tô nè. Thì giá cho em này, hiện tại đây là mẫu 6 ghế, đại lý Hiếu vẫn có bảng 7 ghế cho quý anh chị. Thì hiện tại mà giá thuế áp cho con này đó quý anh chị sẽ là 158.900.000. Khi mà quý anh chị mua trong thời điểm này, quý anh chị sẽ được thuế sẽ còn là 79.450.000. Quý anh chị tiết kiệm được 80 triệu nha, gần 80 triệu. Đó, một cho mẫu xe Palisade. Đó, nên quý anh chị mua xe thời điểm này đối với dòng lắp ráp này rất là ok quý anh chị ơi. Em Hiếu mở đèn lên cho quý anh chị xem. Điều đặc biệt quý anh chị mua xe nhập á thì đâu có được giảm nhiều phải đâu. Còn đây là thời điểm mà quý anh chị mua xe lắp ráp rất là ok, đèn mang quý anh chị trông cực kỳ ngầu, quý anh chị thấy ngoài đường trông rất là đẹp, mạnh mẽ, khỏe khoắn, cơ bắp. Em Hiếu nhìn còn mê đúng không? Xi nhan thì tích hợp trên gương, tách đôi ra nè quý chị, tích tới tách ba luôn. Cam là cam 360, máy dầu đi cực kỳ tiết kiệm, mạnh và bốc, tuy 2.2 nhưng mà có điều chỉnh lại rồi. Còn đây đèn hậu quý chị, đèn hậu đây, dù không có dãy led thôi nhưng mà nhìn rất là cân đối nè quý chị, thấy ống xả kép nè quý chị, nhìn cực kỳ đã mắt luôn ha. Cốp thì cốp điện rồi, thoải mái cho quý anh chị luôn. Đây quý anh chị, rộng rãi thoải mái luôn ha. Máy dầu thì quý anh chị biết rồi, máy dầu của Hyundai là số 1 và đi cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Em Hiếu quay cho quý anh chị xem. Chỉ có 5,16 lít thôi nè quý anh chị. Siêu tiết kiệm. Và hàng ghế đây là hàng ghế tách đôi. Còn quý anh chị muốn lấy bản liền á thì em Hiếu vẫn có xe giao ngay màu trắng cho quý anh chị, màu trắng màu đen luôn nha. Đây là bản 6 ghế, 7 ghế thì sẽ liền lại nha quý anh chị, liền cái hàng giữa lại. Cực kỳ rộng rãi thoải mái cho quý anh chị luôn. Rất là đẳng cấp, ghế da Napa cao cấp màu đỏ cho quý anh chị. Thức là đỏ đen xen kẽ nha. Còn đây là khoang người lái nè quý anh chị. Thì trên âm thanh giải trí sẽ là loa Infiniton, cực kỳ hay hơn cho quý chị luôn, đẳng cấp hơn Hammer Cabin luôn nha quý anh chị. Nhớ hai vị trí ghế không thể thiếu rồi nè, ghế chỉnh điện 10 hướng đây quý anh chị. Rồi chúng ta sẽ có làm mát ghế, sửa ghế, các chế độ lái cũng như là cửa sổ dạng nút bấm không bao giờ thiếu rồi quý anh chị. Còn đây là cửa sổ trời nè, đây quý anh chị, cửa sổ trời đây sẽ chia đôi ra nha, giống như là Hyundai Custom nhiều quý anh chị. Còn đây vô lăng nè quý anh chị, nhìn thể thao và đẹp mắt hơn ha. Có Hyundai Smart Sense luôn, bám đuôi xe, đầy đủ cái tính năng công nghệ cũng như là đèn pha ô tô nè, gạt mưa ô tô nè, có màn hình giải trí cỡ lớn. Chúng ta ghi mà Android vô nữa xem YouTube là quá tuyệt vời. Rồi con này quý anh chị mua xe thời điểm này tiết kiệm được 8 triệu, nhanh tay liên hệ em Hiếu nha, giá đang cực kỳ tốt, sẵn xe nhau ngay trắng đen. Em Hiếu có đủ đèn sẵn màu đỏ luôn nha quý anh chị, để mai quay màu đỏ cho quý anh chị xem. Ok rồi, thì tiếp theo Stargazer trắng mờ, cao cấp trắng mờ, sẵn xe giao ngay, giá tốt cho quý anh chị trong tháng này luôn. Xe này là ngoài luồng một xíu là xe nhập nha quý anh chị, nhập trực tiếp từ Indo, giống như là Reta nè quý anh chị, trước là nhập Indo, sau thì lắp ráp. Còn xe này thì em Hiếu không biết tương lai có lắp ráp chưa, nhưng mà hiện tại là đang nhập khẩu trực tiếp từ Indo. Thuế của xe này là 59.900.000 nha quý anh chị.
10% thuế. Full option, đây là bản cao cấp, quý anh chị lấy về đi ngay. Em Hiếu sẵn xe giao. Giá là bánh rất là tốt. Con tay điện tử auto hold, đây smart sen, loa bao, full đồ chơi. Tuy xe gia đình, giá rẻ tầm trung nhưng mà đầy đủ tính năng công nghệ. Còn khi mà quý anh chị muốn đi gặp lại hết đây, bao rộng rãi cho quý anh chị luôn. Ok ha, nó chở đồ chở hàng gì mình gặp ghế lại hết. Rồi thì để em Hiếu mở đèn lên cho quý anh chị xem cái đuôi đèn của em này nổi bật nhất trong các dòng Hyundai nào quý anh chị, sáng cho quý anh chị luôn đó. Đây quý anh chị thấy không, cực kỳ đẹp luôn nha. Stargazer, cái đuôi đèn quý anh chị mà thấy xe này ngoài ban đêm rồi cực kỳ mê. Thêm cái dòng này nữa, nhiều option nữa, thay đổi lại ngoại hình thiết kế lại hết rồi nên cực kỳ đẹp. Và hiện tại doanh số bán đại lý em một tháng bán được 40 xe này đó, quý anh chị một tháng nhập về nhiều là hết nhiều, kho xe này liên tục cháy hàng. Thế rồi thì đây là tổng thể showroom của em Hiếu cũng như là em Hiếu đã quay những xe đang có mặt tại showroom. Ngoài ra bên em Hiếu còn thêm là Tucson nữa quý anh chị, Tucson thì trên kho. Quý anh chị muốn báo giá giảm thuế thì em Hiếu nhắn tin qua Zalo cho em Hiếu nha, em Hiếu sẽ báo liền trực tiếp. Đang sẵn turbo nè, máy dầu cho quý anh chị luôn. Ok nha quý anh chị. Rồi thì số em Hiếu theo hotline là 093 114 9304, quý anh chị đến trực tiếp đại lý Hyundai gia đình là số 94 96 Phạm Đình Hổ, phường 2 quận 6 TP.HCM để xem xe trực tiếp hoặc là đăng ký lấy thử nha. Đó. Rồi thì ok, clip Hiếu tới đây. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Nếu thấy hay cho em Hiếu một nút like, một nút đăng ký kênh. Hôm giờ nghỉ lễ, em Hiếu bận công việc nhà nhiều quá, nay có thời gian rảnh nè, sẽ cố gắng hàng ngày ra một clip cho quý anh chị vì hiện tại đang giảm thuế. Em Hiếu sẽ cực tranh thủ quay clip những xe lắp ráp trong nước cho quý anh chị xem nhiều hơn. Đã rồi, ok. Tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người clip sau. Bye bye. Mua xe nhớ ủng hộ em Hiếu nha.